Hai các bạn, hôm nay là ngày cuối tuần rồi mà hôm nay là tối thứ sáu thì bây giờ mình mới vừa làm việc xong, ăn cơm các thứ, con ly trà sữa luôn nè các bạn, mình uống gần hết rồi. Đó thì hôm nay ngày cuối tuần cho nên mình có một chút thời gian để mình làm một cái clip để mình với cái chủ đề cũng như cái tiêu đề ở dưới đó là lý do tại sao mình chuyển qua bên PC. Thì hôm bữa giờ cũng có nhiều các bạn, các cô chú anh chị á comment vô trong cái channel của mình cũng như là chat với mình á, hỏi tại sao đang ở Cary có công việc này nọ tốt quá, có nhà có ok hết rồi nhưng mà tại sao lại chuyển qua bên PC nàng chi đó. Thì người ta mọi người đều thắc mắc, mọi người đều thắc mắc cái vấn đề đó. Thì hôm nay mình làm cái clip này để mình chia sẻ cái kinh nghiệm bản thân và tại sao mình lại quyết định chọn qua PC này ha. Thì các bạn đón xem nhé. Ok. Rồi thì đầu tiên mình sẽ nói về cái lý do tại sao mình chuyển qua bên PC này. Thì tại vì nếu nói sâu xa hơn chút á là mình khi mà mình quyết định chuyển tỉnh bang các bạn là mình phải dựa theo một cái kế hoạch, tại vì cả bản thân mình có một cái kế hoạch lớn là mình phải lấy được cái PR, thì ai ai cũng vậy thôi đó. Thì mình mới vạch ra nhiều cái plan đó các bạn, nhiều con đường để mình xin PR. Thì nếu tỉnh bang nào mà có cái chương trình hoặc là một có một cái hướng nào đó để có thể xin được PR là mình sẽ tiến hành mình đi qua tỉnh đó hoặc là mình đi theo cái chương trình đó. Thì mình có nhiều plan đó các bạn, nhiều plan, plan ở Alberta, plan ở Ontario, ở Saskatchewan, thậm chí ở BC này luôn. Thì một trong những cái plan đó là đi qua bên BC này các bạn. Thì cho bên BC này nó có một cái nhánh của chương trình BC BNB tỉnh của tỉnh bang các bạn. Thì trong cái chương trình đó là nó có một cái nhánh nó dành riêng cho các nhóm ngành công nghệ, là nó gọi là P&P Tech ha. Thì trong cái nhóm ngành công nghệ đó, trong cái list job đó các bạn, thì nó có cái job của mình là cái job web designer, web developer của mình. Thì đó, thì tại vì mình đang có cái kinh nghiệm đó, mình đang có cái công việc đó luôn, cho nên thành ra là mình đã quyết định là tìm job ở bên PC này. Ừ, mình tìm job bên PC này đúng cái ngành web designer, web developer đó. Thì mình apply bữa giờ cũng phỏng vấn cũng rất lên rất xuống rồi, may mắn là có được offer thì mình đã quyết định chọn cái offer của công ty này và mình chuyển qua bên PC, mình chuyển qua bên đây mình làm. Khi các bạn mà làm những cái nhóm ngành công nghệ á, mình sẽ để cái link của cái job, cái list của cái job á, nó nằm ở bên dưới phần description, các bạn bấm vô đó các bạn xem coi. Nếu các bạn nào có muốn thắc mắc, muốn tìm hiểu thêm về cái ngành, cái nhánh của BNB Tech này á, các bạn có thể tìm hiểu ở trong cái list đó. Thì nhiều khi nó có những cái nhóm ngành khác nữa mình không biết, nhưng mà mình chỉ biết là trong đó có nhóm ngành của mình ha. Thì cái định hướng của mình sắp tới là mình sẽ làm ở công ty, sau đó là sẽ nộp theo cái chương trình BNB tỉnh bang này. Thì hy vọng là sẽ có cơ hội nhận được đề cử tỉnh bang và sau đó mình sẽ nộp lên chương trình của liên bang hoặc là xin BNB tỉnh bang luôn. Đó là tùy, cái đó mình không biết được. Thì cái đó là cái hướng của mình hiện tại, mình của mình hiện tại để xin PR. Thì đó là một trong những cái lý do chính để mình chuyển qua PC. Rồi cái thứ hai, mà lý do thứ hai mà mình chuyển qua PC nè các bạn, tại vì sắp tới là các bạn cũng biết là bạn Sam đang có em bé, thì thằng nhóc cũng sắp ra đời rồi, cho nên thành ra là mình muốn chọn một cái vị trí, một cái thành phố hoặc là một cái nơi nào đó để nó có thể phát triển, nó có thể ra đời, nó sẽ tốt hơn, nó nhiều đầy đủ vật chất hơn và đặc biệt là nó ít lạnh hơn, tại vì cơ bản là tụi mình cũng là người châu Á, trên có thể là nó sinh ra ở đây. Đứa bé nó sẽ có quen thích nghi được cái môi trường, nhưng mà dù gì mình cũng là người châu Á cho nên thành ra là cái thể trạng của mình sẽ không tốt bằng người Tây được, cho nên thành ra nếu mà mình chuyển qua một cái chuyển qua bên BC này nó sẽ ấm hơn đó. Thì đúng là thật sự bên này nó ấm hơn rất là nhiều các bạn. Thời tiết hôm bữa giờ tụi mình ở nó giống như là Đà Lạt nha các bạn, nó hơi ẩm ẩm, nó hơi lạnh, se se lạnh như Đà Lạt, rất là dễ chịu, dễ ngủ, dễ sinh hoạt. Mà nó chỉ là có cái là nó bị hơi ẩm ẩm cho nên thành ra nó mưa ngày nào, hầu như cũng ngày nào cũng mưa,
được 1-2 ngày nắng thôi các bạn đó, nhưng mà được cái là nó sẽ không lạnh âm độ như là ở Cali đó, và nó cũng không có nhiều tuyết, có lác đác chút xíu tuyết rồi các bạn. À, rất là thích hợp để mình sinh sống, bởi vì đó là lý do tại sao nhiều người người ta nói là BC là nơi ấm nhất của Canada là vậy. Nó rất là ấm, rất là ok, rất là dễ chịu các bạn. Ok, thì về cái lý do mà mình tại sao mình lại chọn ở thành phố Langley mà không một chọn ở Surrey, ở Burnaby hay là ở Vancouver. Đó, thì nó cũng nhiều yếu tố lắm các bạn. Mình đã tìm hiểu hết tất cả những cái thông tin ở bên đây. Thì đầu tiên cái quan trọng nhất là nhà ở. Thì mình tìm rất là nhiều các căn hộ mà cho thuê các bạn. Thì ở trong Vancouver họ bỏ qua đi, cái đó trong đó thì quá mắc rồi không nói rồi. Thì mình có thể chọn dọc dọc xích ra chút ở Burnaby hoặc là ở Surrey ha. Mọi người thì thay tập trung nhiều ở Surrey, thì mình cũng có coi vài căn ở Surrey, thì cùng một cái mức giá các bạn, cùng một cái mức giá đó, thì ở cái căn mà ở ngoài Langley này nhiều luôn nha các bạn. Đó, mình so sánh hả, giữa hai bên thì ở bên Langley này những cái căn hộ á nó mới hơn, nó hiện đại hơn, nó mới hơn, tại vì hầu như các căn hộ apartment ở ngoài Langley này đều mới vừa xây hết trong trong vòng 5 năm đổ lại thôi, trên mọi thứ rất là mới. À, thì mình may mắn là mình thuê được cái căn này nè các bạn, là hoàn toàn brand new luôn. À, mọi thứ là mới tinh luôn đó, từ vết sơn, từ những cái ống nước, tất cả mọi thứ đều mới, trên thành ra giống như mình mới xây một căn nhà để mình vô ở thôi, nó rất là ok. Mà cái mức giá nó lại ngang ngửa với lại bên Surrey. À, cái đó là cái yếu tố thứ nhất. Cái yếu tố thứ hai á, là thật ra mình ở Langley nhưng mà nó giống như mà các bạn hình dung là mình đang ở Long Thành đó, mình đang ở Long Thành rồi mình chạy vô trong Sài Gòn có chút xíu à. À, thì ở ở Việt Nam thì mình chạy sông Đa thì nó lâu, nhưng mà thật ra bên đây mình chạy bằng xe hơi, mà mình chạy cái đường hai quầy á chính á, mình chạy từ đây mình chạy vô trong trung tâm của Surrey chắc chừng 20 phút thôi, nó rất là nhanh, rất là tiện, cho nên cũng không nhất thiết gì mình phải ở trong Surrey. Muốn mua cái gì ở trong chợ trong trong Surrey mình có thể chạy vô chút xíu thôi, giống như bữa giờ mình đi mua đồ, những cái đồ linh tinh, những cái đồ cần cho nhà hoặc là những cái đồ mà ở ngoài này Langley này không có bán á, mình chạy vô Surrey mình mua, chạy đi chạy về thì cũng có trong vòng 15-20 phút thôi, rất là gần, rất là dễ đi. À, nó sát kế bên nhau luôn các bạn chứ nó không có xa. À, nếu mà tính từ Langley mà các bạn chạy vô thẳng Vancouver á thì nó rất là xa, nhưng mà từ Langley mà mình chạy vô trong Surrey thì nó lại rất là gần đó. Đó là lý do thứ hai mà mình đã chọn Langley. Cái lý do thứ ba là mình tìm hiểu các thành phố xung quanh đó các bạn. Thì cái Langley này là một cái thành phố gọi là sắp đang phát triển, trên đà phát triển, nó rất là mình đi dọc dọc xung quanh đây nè các bạn, có rất nhiều các căn hộ đang xây, các dự án, những cái nhà mà người ta đã xây lên rồi, hoặc là những cái mà công trình mà người ta đang xây giữa chừng luôn các bạn, thậm chí là những cái mảnh đất á, người ta đang rào lại, người ta đang để là sắp sửa có dự án. Thì có nghĩa là cái thành phố này nó đang rất là phát triển, tại vì khi mà một thành phố đang phát triển các bạn, người ta mới đầu tư, người ta mới xây những cái căn hộ lên như vậy để người ta bán sau này. Mình thấy rất là nhiều luôn nha các bạn, chứ không phải là một hai căn, rất là nhiều xung quanh đây nè, rất là nhiều. Cho nên mình nghĩ á là đang lì trong vòng 5 năm cho đến 10 năm tới là sẽ phát triển rất là lớn, nhiều khi là có thể lớn bằng ngang ngang ngửa với Surrey luôn. Cái điều đó mình không có dám chắc, nhưng mà mình dự đoán là như vậy, cho nên mình thấy cái sự phát triển của nó rất là ok. Và mọi thứ trong Langley này nó không như giống như nó không như Moncton ngày xưa mình ở bên tỉnh NB các bạn. Moncton thì nó nhỏ, nó không phát triển, nó ít, nó chậm phát triển hơn bên này. Bên này phát triển rất là đều. À, thậm chí trong Langley này mình có chợ TNT của người người Hoa nè, có Walmart, Canadian, có thậm chí có cả chợ Việt Nam nữa, một cái chợ Việt Nam nhỏ thôi nhưng mà rất là đầy đủ, có hột vịt lộn, có thịt, có phá lấu, tất cả mọi thứ, cho nên thậm chí những cái đó nó quá đầy đủ rồi các bạn, cho nên thành ra là mình thấy không nhất thiết gì mình phải chạy vô trong Surrey, rất là khó khăn để sau này ví dụ mình ở hoặc là mình mua nhà này nọ đó, thì sau này mình có thể đầu tư những cái dự án mới ở trên Langley này, nó cũng khá là có tiềm năng. Đó thì đó là một trong những lý do mình chọn Langley. Rồi ngoài ra nữa thì mình cũng đã đi vô trong Surrey với Vancouver rồi, thì mình thấy đó ở trong đó đường xá rất là chật các bạn, nó chật hơn rất là nhiều so với lại Calgary luôn các bạn, cho nên thành ra là mình thấy mình ở trong đó thì nó rất là xô bồ, rất là phức tạp, đường xá lại nhỏ, đi đi lại khó khăn
đó. Trong khi mình ở ngoài đây thì đường xá cũng rất là thoải mái, vắng xe đó, đi lại rất là ok, rất là dễ, tại vì mình không có phải đi làm ở trong downtown, cho nên mình thấy mình không cần thiết thiết gì mình phải chạy vô trong đó chi cho tốn xăng rồi nguy hiểm nữa. Nhiều khi chạy vô những con đường nhỏ nhỏ như các bạn, nó va quẹt mình bị hư xe nữa đó, nó cũng không hay đó. Thì đó là một trong những cái lý do mình chọn Lang Ly ha. Rồi một cái vấn đề cuối cùng á, là cũng có rất nhiều các bạn hỏi là tại sao bạn Sam học ở bên Alberta, ở bên Calgary xong sao không ở bên đó để xin PR mà lại đi chỗ khác. Thì cái quan điểm nhiều, mình không biết tại sao mọi người lại có cái quan điểm là mình ở đâu là mình phải ở yên đó. Đối với tụi mình á, ở đâu mà có cơ hội là tụi mình sẽ đi, cho nên thành ra là mình tụi mình không có quan trọng là tỉnh bang nào hay là chỗ nào hay là mình đã học ra ở đó là mình nhất thiết phải ở đó. Tại vì đối với du học sinh các bạn, nếu các bạn đã học và tốt nghiệp có bằng ở Canada rồi mà ở chỗ nào có job tốt hơn hoặc là có cái điều kiện tốt hơn cho các bạn thì các bạn nên 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 chuyển đi. Nên nếu mà tất nhiên là các bạn phải cân nhắc nha. Các bạn phải cân nhắc, đừng đừng theo số đông, đừng thấy là mọi người chạy qua đó nhiều quá hay các bạn lại chạy qua đó. Mình phải tóm gọn lại, mình phải gọi là tìm hiểu cái nơi mình sắp tới. Thì cái điều kiện tiên quyết nhất là các bạn phải có job. Các bạn có một cái job, ý mình làm job chuyên ngành của các bạn học ra nha, chứ không phải là những cái job bình thường, những cái job part time, mà là những cái job ví dụ như IT của mình nè, thì mình đã có một cái job tốt hơn, một cái mức lương tốt hơn và một cái con đường định cư, một cái con đường để xin được PR mà gọi là khả quan hơn. Cho nên thành ra mình đã quyết định mình đi chỗ khác, không quan trọng là mình tốt nghiệp ở đâu là mình phải học ở đó. À, mình ý mình là mình tốt nghiệp ở đâu là mình phải ở đó rồi mình xin PR đó. Thì cái đó là cái quan điểm nó không được hay cho lắm ha. Các bạn nên open ra, các bạn nên tìm hiểu những cái cơ hội khác ở những cái tỉnh bang khác, không nên chấp dính ở một nơi quá lâu thì mình sẽ không học hỏi được, mình sẽ không có những cái trải nghiệm mới trong cuộc sống của mình ha. Cái đó là cái lời khuyên của mình. Rồi ok, thì đó là những cái mà thông tin, những cái mà lý do mình trả lời cho các bạn những cái câu hỏi của các bạn ở trên channel của mình. Thì nếu các bạn có, tại vì bên này các bạn PC này rất là rộng lớn, có rất nhiều chủ đề để mình có thể làm video. Mình có thể mình nghĩ là mình hiện thời là mình đang có rất rất nhiều đề tài, rất là nhiều ý tưởng, chỉ là không có thời gian để làm thôi. Thì bây giờ á, tốt nhất bây giờ nếu mà các bạn muốn tìm hiểu, muốn muốn biết thêm cái nội dung nào, cái chủ đề nào á, các bạn để dưới bạn comment ở bên dưới cái video này cho mình ha. Mình sẽ đọc, mình sẽ tổng hợp. Nếu mà mình thấy cái chủ đề nào các bạn hỏi nhiều thì mình sẽ tổng hợp lại, mình sẽ đi quay và đi làm cái video đó trước cho các bạn có thêm cái thông tin ở bên đây ha. Thì đó là cái mình nhờ các bạn. Ok, nếu các bạn thấy cái video này hay thì có thể để cho mình một like ở bên dưới và đừng quên vào trang của mình, kênh của mình á, bấm vào nút subscribe, nút đăng ký và cái chuông kế bên để nhận thêm nhiều những cái thông tin mình sẽ chia sẻ về cuộc sống ở Canada và của thành phố Langley ha. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.